bệnh nên mà con đi thế má con. Ba ơi, ba đóng thuế chưa? Đóng rồi. Được 50 dạ. Vậy dạ bà, năm nay trúng quá hả bà? Nè, trúng không rồi. Ra bãi. Chợ nghe không? Qua bữa nay không có đi đâu bãi. Không đi vậy ơi. Rồi kiên lẹ lên nè. À. Nè, tóc vô đi. À, chào sáu. Chào sáu. À, chủ tịch mới của huyện mình đó, con bà. Chào bà con cô bác. Bà hỏi đúng rồi. Chào anh. Chào anh. Chào anh Tám. Dạ, chào ông chủ tịch. Anh Tám, thu hoạch sao? Dạ, cũng được hơn 100 dạ. Dạ. Đã nợ, đóng thuế rồi. Này bán thêm 5 dạ nữa. Chú Tám là người hăng hái nhất xã mình đó. Thì mình là dân cũng phải hiểu chính phủ có khó khăn mới vận động chú mua chứ. Chào anh Tám. Chào anh Sáu. Chào anh. Chào anh Sáu. Chào. Mời anh Sáu đi uống nước. Cô bác 55 kg. Cân sai rồi. Tôi ở nhà cân 60 kg, đến đây lại có 55 kg. Chú à, trước khi cân chúng tôi đều có kiểm định lại cân, có gì chúng ta xem xét lại. Xem xét lại thôi, tôi không bán gì hết. Uống gì anh Sao? Cho ly trà đá. Cho 3 ly trà đá dây gói thuốc nữa nghe. Báo cáo anh, ta mới thu được 100 kg tính theo đầu người. So với chỉ tiêu của tỉnh và sở giao, ngay so với các xã khác nữa, con số còn quá thấp. Nè, lẹ lẹ lên con lúa nha. Mời anh Sáu uống nước. Khó khăn quá anh Sáu à. Thôi được, tôi sẽ bàn sao với các đồng chí. Không lẽ để cho bọn gian thương giết hết lúa của dân? Trong cô hai thì tứ lúc nào cũng đẹp. Còn đẹp nổi gì, sập tiệm tới nơi rồi chị ơi. Cái gì dữ vậy? Nghe nói cha chủ tịch huyện mới về đây hách lắm phải không? Ờ, nhầm nhè gì. Ai dám so đo với bà chị, vợ cán bộ tỉnh. Ờ mà hắn có bồ bịch với anh hai thăm nhà chị không? À nè, cô hai đừng có lo. 6 đại chứ 10 đại cũng không dám đụng đến tôi. Cô hai coi kìa, tôi làm ăn bình thường đó. À, làm ăn với chị là số giáp. Nè, em đưa thêm tiền để chị lo dùm nha. Được rồi, cô hai đừng có lo. 1.000 dạ chứ 5.000 dạ cũng xong tuốt à. Ông đi đâu mấy bữa không về hả má? Ông nào con? Ông Tám á. Con nghe người ta nói ông đi mua lúa cho bà nào trên tỉnh á. Mặt ổng. Con chỉ mong ông đi hoài hoài à má. Ông thiên quá trời, mới nhắc ông xuất hiện liền. Có dọn cơm ông ăn không má? Để đó chú. Ủa, chứ thằng Tám đâu mà con Tư mày khiêng giác một mình dạ, vậy? Con làm một mình quen rồi chú à. Tội nghiệp không? Cảm ơn chú Bảy. À.
mày, hiểu không nghe? Kìa, sao đánh nó? Đánh chết cha nó. Con đang học, ông biểu ông đi mua rượu, con đi ông đánh con. Đánh chết cha mày. Thôi đi. Anh Sáu, tôi không hiểu một người cha lại có thể đánh con như vậy kìa. Giận quá không kìm được anh Sáu ạ. Ai thời ta phải nói ra, bởi chừng hay ghét cũng là hay thương. Mấy ai suy nghĩ sự đời, thấy nơi nghèo khổ, quên nơi sang giàu. Đã ba thứ tóc trên đầu, ngắm trong sự thế thì mau cho đời. Chú Bảy, có chuyện gì buồn uống rượu một mình vậy? Ai buồn ai vui mặt ai, tao cứ lai rai vậy thôi. Cho thằng Ba Búa này một ly được chứ. Ngồi đây. Không biết có cái công ty nào mang về nhiều thứ rải suốt bờ sông. Họ đổi lúa tính ra lời lắm. Chú ra coi cái nào ưng ý, đổi 20-30 dạ mang về nhà xài chơi. Mày đổi chưa? Dạ rồi. Lấy một máy cassette nghe nhạc vài chục mét xa dốt, mai quần tây. Tụi tao có xài thứ đó hồi nào đâu. Có mày theo mỹ mẻo tây tà cho nên mới rành. Mới ham. Thiệt tình tao không ham. Chú Bảy nói vậy chứ. À mà thôi, tôi mắc công chuyện, xin phép đi nha. Đồ cà trớn mà đòi dậy khôn ta. Nè ông à, nhà mình đã còn những non non 300 dạ, mình cũng nên đem để đổi lấy cái tủ kiến. Hả? À? Bà lại nghe lời cái thằng Ba Búa nó xúi dục rồi phải không? Tôi thử lòng ông vậy thôi, chứ tôi thì tôi tính đem ra ngoài trạm thu mua. Cái gì? Bà cứ để lúa đó cho tôi, không đem đi đâu hết. Thôi tôi đi. Đi đâu? Nấu cơm. Bà con cô bác có lúa dư, mang tới trạm thu mua lương thực của chúng tôi. Dạ, để đổi lấy hàng hóa. Dạ, cái gì đó. Đồ dùng gia đình, phân bón, vật liệu xây dựng. Tỷ lệ trao đổi cụ thể với nhân viên thu mua. Chúng tôi xin nhắc lại, bà con cô bác có lúa dư, mang tới trạm thu mua lương thực của chúng tôi để đổi lấy hàng hóa. Như vậy, đồ dùng gia đình, phân bón, vật liệu xây dựng. Cha mẹ ơi, biết không nổi lên kiều tôi. Quang lao ơi, cái chồng phải phát tù mà lời sống. Lời nghẹn ngào. Mẹ ông ơi. Chị, cô hai. Để coi sao Đại ăn thua với mình thế nào. Nhỏ, lại đi chú Biểu con. Lại đây. Lẹ lên con. Lên xe chú đưa con về. Con học lớp mấy? Dạ 4. Vậy con 9 tuổi hả? Con 11. Mãi đến 8 tuổi mới đi học lần. Ở nhà ai thương con nhất? Má con. Vậy ba có thương con không?
chú. Không có gì. Con chào má, con đi bằng xe về. Con có biết ai đưa con về đó không? Chú gì con ở Tư gần đây nè. Ông chủ tịch huyện đó. Không phải đâu. Đừng cãi, vô nhà đi con. Tụi bay cứ chọc cho bảy hồ khùng lên, sẽ có thưởng nha. Cứ làm theo lời tao dặn. Lẹ lên. Chú Bảy, chú Bảy có lúa bán cho tụi này vài chục giả đi chú Bảy. Thì kệ tao. Tụi này sẵn sàng mua cao hơn nhà nước ba giá đó nghe. Tao không có lúa bán cho tụi bay. Chú Bảy để lúa làm gì? Chú Bảy, chú cứ để đó rồi xã, huyện người ta xuống làm khó dễ như mấy bữa hổm đó, chú không thấy sao? Sao? Chú phải tính thiệt hơn chứ. Chú bán cho tụi này vừa có lời nhiều, vừa có tiền liền chứ không có nợ nần như mấy trạm thu mua của nhà nước. Tao nói thầy cãi sao? À, cha này chịu chơi ha. Cha muốn chơi bọn này ha. Được rồi. Dừng lại. Hàng quá gì đó, dừng lại. Có giấy tờ không? Dạ có. Được rồi. Nè. Rồi cho đi. Lần sau kêu thì dừng lại liền nghe cha nội. Mẹ, tôi muốn dọn cho tụi nó mỗi đứa một mái chèo. Thôi mà ông, tụi nó như con cháu mình vậy mà. Con cháu gì mà nó sất sượt như vậy đó. Đứa nào muốn xúc lúa của tao cứ việc vô bồ, tao chém bay đầu. Bà con, có chuyện gì vậy? Tao nói báo cáo với tụi bay nghe. Báo cáo. Đứa nào rớ tới bồ lúa của tao hả? Tao chém bay đầu. Báo cáo anh. Dạ. Tôi được phép thay mặt ủy ban nhân dân tỉnh về đây hỗ trợ việc thu mua lương thực của huyện ta. Làm vậy tốt cho người ta quá. Đúng. Mua bán là chuyện tự giác mà. Sao đại chơi với ông Bảy vậy là hết thời rồi. Ai ra lệnh làm việc này? Các ông chỉ về ủy ban xã, tôi làm việc với các ông chỉ sau. Thôi về ngay, đi mau. Bà con cô bác, xin giải tán cho. Bác Bảy à, tôi xin thay mặt ủy ban huyện xin lỗi bác về sự việc đáng tiếc này. Tôi xin được nói chuyện với bác sau. Thôi, bác vô nghỉ đi cho khỏe. Dạ. Ta đi thôi anh hai. Mà lòng người dân Nam Bộ chỉ có đầy chứ chẳng dơ. Nè ông à, sao chưa đi nghỉ đi? Cứ ngồi đó mà uống suông hoài vậy hả? Bà con nghe đứa nào cao con nước dơi, con nước lại đầy. Lòng người khác gì như con nước lúc đầy lúc dơi.
Có phải vậy không? Ông nói gì kỳ vậy? Vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm rồi mà. Bà này thiệt lạ lùng, tôi đâu có nói bà. Con nước dời là ư, con nước lấy đầy mà lòng người cũng thay đổi. Mà tuyệt vời là con gái hậu giang, da nhăn mắt kem vẫn đảm đang chịu chồng. Tôi sợ ông cứ uống suông về hoài rồi ông đau thì nó khổ cái thân tôi, chứ tôi mới chịu ông. Vậy thì rồi, bà đi ngủ, tôi kệ tôi. Nè bà, mà bà còn nhớ thời đen tối không? Thằng địch dễ dầu gì kèm kẹp năm bảy lớp chứ, mà mình biết sợ. Tôi với bà hai đứa già vẫn tìm đủ cách đủ kiểu mang lúa gạo tiếp tế cho mấy con mấy cháu ở bưng biệt đi chiến đấu. Vậy mà bây giờ bà có biết không, tụi nó có đứa nào coi mình ra cái gì đâu. Thôi ông à, đừng buồn phiền ba cái chuyện nhỏ nhặt đâu. Lo gì nữa, tỉnh đã tán thành cách đánh giá tình hình của cậu. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân đã chấp nhận tất cả những yêu cầu của cậu. Riêng mình với tư cách là phó chủ tịch tỉnh, mình sẵn sàng hỗ trợ. Cậu còn băn khoăn gì nữa nào? Cảm ơn chú Út, nhưng tôi vẫn lo. Mình đâu có đủ hàng hóa để đổi đều đều cho dân lấy lúa, rồi bọn gian thương sẽ lấn hết. Ngồi đây chút đi. Cái chính là lòng dân. Lòng dân thuận thì mọi việc đều êm. Mà điều này cậu có nhiều khả năng. Phải vậy không? Chú Út quá lời. Cán bộ cấp trên thường khen quá lời, mà chê cũng quá lời. Đùa vậy thôi, mình rất tin ở cậu. Chúc thành công. Nhỏ, con chào chú. À, hôm nọ chú quên chưa hỏi con tên gì. Dạ, con tên Nhân. Ba má con có nhà không? Má ăn ra trạm lương thực. Vậy còn ba? Nhưng hỏi ba nào, con có tới 2-3 lần. Sao con lại có những 2-3 lần? Ba tám là ba dởm đó. Tầm 7, làm gì có chuyện ba dởm. Ba thấy con đi bộ đội chưa về, má con nói vậy. Vậy hả? Kìa, má con về đó. Chào anh Sáu. Chào chị Tư. Anh Sáu đi làm mới về. Tôi có chuyện muốn nói với chị Tư, nhưng thôi, để khi khác nhé. Tôi về nha chị Tư. Xe làm sao vậy anh Sáu? Để tôi sửa giùm cho. Không sao đâu.
có tới 2-3 lần. Ba thì con đi bộ đội chưa về, má con nói vậy. Sáu à, bệnh hả con? Không đâu má. Má thấy con mệt mỏi, má lo. Con làm ba cái vụ thu mua lúa, dạ mệt chút thôi. À má nè. Ừ. Chị Tư Hà là con nhà ai mà con không biết hả má? Con làm sao biết nó được. À, mà sao con hỏi Tư Hà? Bộ nhà nó không chịu bán lúa cho nhà nước hả? Không đâu má, con thấy chị ấy tội nghiệp lắm. Ừ, phải. Nó rất tội nghiệp. Vợ chồng nó chẳng ra sao. Thằng Tám Lức chồng của nó hung dữ quá trời. Tám Lức có phải chồng thiệt của chị Tư Hà không hả má? Sao lại có chồng thiệt, chồng dởm nữa con? Chưa hoàn thành nhiệm vụ đã dính đạn rồi, xui quá. Đời lính trinh sát có phải trận nào cũng thắng lợi cả đâu. Cho tôi chết sao à? Không sao đâu, anh nằm viện 3 tháng sẽ lành vết thương, rồi chúng mình sẽ cùng đi chiến đấu giải phóng miền Nam. Tôi với anh sẽ về An Hòa tìm vợ con anh. Vợ anh tên gì? Tư gì anh hai? Anh hai, anh hai, anh hai, anh hai. Đẹp rồi. Má sẽ sắm cho con một cái nón mới để má ngắm lại coi. Sắm ở đâu vậy? Tôi đổi trạm thu mua lương thực. Sao không nói để tôi đổi? Mấy vợ lúa của mình bị đánh bể hết. Tới nhiều nhà hai thăm vợ cán bộ tỉnh mà tụi thằng Sáu cũng không tha. Mình chưa kịp làm gì, nó đã chơi mình rồi. Tôi đã tung tiền ra, sai đàn em vô xóm. Nhà nào có 50 già là găm tiền vô đó. Mình chuẩn bị lôi lúa ra, đang còn đưa về Sài Gòn chứ. Cô hay tính sao? Mình không lôi được Sáu đại mình thì phải tìm cách đẩy nó đi. Bằng cách gì? Bằng mọi cách. Anh Tám, anh thanh toán Sáu đại được không? Thanh toán à?
Tôi nói thanh toán có nghĩa là làm cho nó bớt táo tợn, để mình dễ bề làm ăn, vậy thôi. Anh Tám, anh có dám biếu không cho thằng Sáu Đại con vợ anh không? Nhiều người nói Sáu Đại phải lòng Tư Hà, điều đó anh thừa biết. Đó chỉ là cái cách đồn đại của anh thôi. Khơi thêm sâu càng tốt. Nhưng nếu ta ứng luôn Tư Hà vô tay Sáu Đại, Sáu Đại ôm Tư Hà trong tay rồi thì nó sẽ không còn gì đáng ngại đối với chúng ta nữa. Sao anh Tám? Sợ mất vợ à? Mất thì em đền. Cô với Sáu Đại có quan hệ với nhau thế nào? Cô tưởng tôi không biết. Có chuyện gì mà nó gặp cô đó? Hả? Sao tôi hỏi cô không trả lời? Mọi chuyện cho qua. Anh có một việc nhờ em. Anh biết em thì không có gì với Sáu Đại, nhưng Sáu Đại thì có tình ý với em. Cái trò thương nhau đòn ngoài cuối mắt không giấu được ai. Ngay lần đầu gặp em, anh bắt gặp ánh mắt hắn nhìn em, anh biết liền. Sáu Đại có gì muốn nói với em, em cứ nhận lời. Có thể em... Anh tưởng tôi có thể làm được những chuyện khốn nạn như vậy sao? Cô nói cái gì? Tôi là chồng cô. Chồng à? Anh thừa biết hơn chục năm nay tôi đã sống như một cái xác chết bên cạnh một con người ghê tởm. Hả? Mày bảo tao ghê tởm mà. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Cho mày biết thế nào là ghê tởm. Sao? Mày nghe tao hay nghe thằng Sáu Đại? Cả cuộc đời tôi đã nhẫn nhục gì ông? Ông có muốn gì nữa? Nghe nè! Nghe nè! Đâu thế này? Mời chị vào nhà. Thôi, ta đứng đây được rồi. Tôi không vào nhà đâu. Chị có chuyện gì vậy?
Tôi không hiểu sao tôi lại chạy tới anh. Tôi cảm thấy có điều gì xui xẻo cho anh. Chị nói gì tôi không hiểu. Anh không thể hiểu được đâu. Nhưng anh chớ bỏ qua những điều tôi nói. Thôi, tôi về đây. Chị Tư, có phải chị gặp điều gì không lành? Tôi có thể giúp được chị gì không? Không, anh không giúp gì được tôi đâu. Chào anh. Cho ly cà phê đen nữa đi. Dạ, dạ, mà chở khẩm quá ha. Dạ, chú Tư Kiên, mày không nhớ à? Vậy hả? Thế nào chú Bảy? Chú Bảy chịu bán lúa rồi hả? Chuyện của tao phải kể tao. Mắc mớ gì bây mà mày hỏi? Ông chủ tịch huyện mình coi bộ hung hăng dữ. Có bao nhiêu lúa của dân, ổng tìm mọi cách mua cho bằng hết. Dạ, ông chủ tịch hăng cũng được, nhưng bán thì phải theo ý mình, chứ ai mà bắt ép. Không bán thì nhà nước kiểm kê. Theo tôi mà, chủ tịch huyện cũng nên có ít tóc bạc trên đầu. Chủ tịch mình quá trẻ, lại chưa vợ, tính tình. Tôi còn biết chuyện này nữa, hay tuyệt. Chuyện gì? Nói lại đi mày. Chủ tịch huyện mình cặp bồ với vợ Tám Lứt. Thiệt hả? Thiệt chứ. Quá không thể ngờ. Không thể ngờ. Tụi bay không còn chuyện gì để nói nữa sao mà đem ba cái chuyện tàu lao đó nói không biết ngượng miệng vậy? Bác Bảy ơi, gia đình bác có công với cách mạng, con bác đi bộ đội, vậy mà người ta có tha bác đâu. Chú Sáu à? Dạ. Anh thấy có một việc cần bàn với em. Xin hai cứ nói. Em nên dè dặt trong sự quan hệ với vợ Tám Lứt. Anh về đây nghe nói nhiều lắm. Dù sao nó cũng là gái có chồng. Tư Hà không phải là vợ của Tám Lứt. Ủa, em nói gì? Tôi nói Tư Hà không phải là vợ Tám Lứt. Hắn đã chiếm đoạt chị ấy bằng âm mưu tội ác. Thôi, tôi sẽ nói cặn kẽ với anh sao? Đành rằng là vậy, nhưng trong xã hội của mình còn phong kiến lắm. Anh nghĩ là dư luận không tốt đâu. Có khi chỉ vì sợ dư luận phong kiến mà ta dễ biến thành kẻ hèn nhát đó anh hai à. Nếu có chuyện gì xảy ra, bà vô huyện xin xác tôi đem về chôn cất. Nhờ việc thờ báo tin cho thằng Út nhà mình nó biết. Thôi, ở đó đợi nghe.
Dạ thưa cô. Dạ chào bác. Cô làm ơn báo dùng quan lớn cho tôi vô gặp ổng một chút. Quan lớn nào ạ? Thì quan chủ tịch huyện đó. Dạ bác chờ con một chút. Dạ. Mời bác vô. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ kính chào quan lớn. Dạ chào bác Bảy. Tôi có câu chuyện cần bẩm quan lớn. Sao bác kêu tôi như vậy? Nếu bác kêu tôi như vậy thì tôi sẽ không tiếp bác nghe. Vì tôi đâu có là quan lớn. Thiệt tình tôi có câu chuyện cần nói lắm. Không biết ông chủ tịch có tiếp tôi không? Dạ mời bác. Dạ. Bác uống nước. Cảm ơn, tôi không dùng trà. Bác Bảy à, tôi định tới gặp bác, nhưng mắc nhiều việc quá. Chắc bác tới đây là vì chuyện Sáu Lý đòi kiểm kê lúa nhà bác phải không? Tôi đến đây câu chuyện thì dài, mà tôi không hiểu ông chủ tịch có rỗi rãi đặng mà... Bữa nay tôi chỉ tiếp bác thôi. Tôi biết bác thích thứ nước này. Bữa nay hết giờ làm việc rồi, ta có thể nhậu lai rai chút đỉnh. Mời bác. Tôi không dám uống. Sao vậy? Nếu chưa nói được điều mình muốn nói mà uống cái gì? Bác cứ nói. Thưa ông chủ tịch, ông chủ tịch có biết đa số dân chúng ở vùng này không sợ gian khổ, hy sinh để che giấu cán bộ, để tiếp tế cho bộ đội ở bưng biển. Ông biết không? Bác Bảy, tôi sinh ra trên mảnh đất này nên biết rất rõ điều đó. Xin mời bác cạn ly này vì quần chúng cách mạng ở huyện ta. Bây giờ tôi hỏi bác, rất nhiều người đã hy sinh cho cách mạng trên mảnh đất này, trong đó có cả cha tôi và cả anh tôi. Bác biết không? Biết. Xin mời bác cạn ly này vì những người đã hy sinh. Được, uống. Xin mời chú. Vậy mà bây giờ nhà nước đang cần lúa gạo thì có nhiều người lại giấu lúa trong nhà hoặc tham lời mà bán cho gian thương đấy bác. Này ông chủ tịch, đáng dạy cán bộ là đầy tớ của dân. Dạ. Mà sao tao thấy giờ nhiều người là tía má của dân chứ không phải là đầy tớ nữa. Riêng thằng sao mày, được, tao chịu. Mày phải ráng lên một chút nữa, tao phục. Bác nói vậy. Ê, cán bộ nói thì dân nghe. 100 dạ chứ 1000 dạ người ta cũng chịu đóng góp nữa.
Bác Bảy à, bác có biết gì về vợ chồng Tám Lức không? Vợ chồng Tám Lức à? Ở cái xứ này ai làm gì tao biết hết trơn. Thằng Tám Lức, cái thằng cạch chớn mà là chồng gì, chẳng quan Tư Hà nó dại dột. Sao vậy bác Bảy? Đời của Tư Hà nó khổ lắm. Tư Hà là con của Hai Thơm ở vùng An Hạ. Tía nó hy sinh hồi 9 năm. Má nó bị bệnh thương hàn rồi chết. Hai người anh nó làm gì đi đâu không ai biết. Riêng con Tư Hà ở lại bám trụ. Sau lấy chồng bộ đội, dân binh tre. Khi phong trào xuống, chồng nó trên rút đi, nó bị bắt. Khi đó nó đang có bầu. Thằng thiếu tá chi khu trưởng mới giao nó cho thằng Tám Lức, lúc đó là trung úy, giữ con nhỏ ở trong khu gia binh á. Rồi cây thiên hạ nói ra nói vô, làm cho con nhỏ không dám nhìn ai nữa. Cũng từ đó ở cái xã này ai nấy đều tin con nhỏ bằng lòng lấy Tám Lức. Tội nghiệp. Đúng, chị Tư Hà và bé Nhân là vợ con anh Hai Nghĩa rồi. Anh Hai ơi, tôi làm gì được bây giờ? Hồi nãy tới giờ bà đợi tôi lâu sốt ruột quá phải không bà? Ông đi với ai à? À, Sáu Đại đó, chủ tịch Quyền đó bà. Cho tôi gặp ông chủ tịch huyện. Dạ, sư mười thím người chờ một chút. Tôi không thể chờ đợi được đâu. Tôi cần gặp ổng để hỏi ổng có căn cứ gì mà huyện cho du kích vào nhà tôi kiểm kê tài sản. Căn cứ vào đâu chứ? Gia đình tôi là gia đình cán bộ mà. Thím, thím đừng làm ồn lên ở cơ quan huyện. Chị Hai ơi, người ta kiểm kê lúa nhà chị chứ có kiểm kê tài sản hồi nào đâu. Sao? Nói sao? Như vậy mà không phải kiểm kê tài sản à? Bao nhiêu tiền bạc của tôi đổ vô mấy vụ lúa đó, mấy người biết gì mà nói? Ông vô trọng nói giùm tôi. Bà về đi. Bà về đi. Tôi nghe đây. Nè, không phải chỉ có lúa, tất cả những thứ khác cũng như vậy. Đối với bọn gian thương phải trừng trị thẳng tay. Rõ chưa? Được. Anh Hai. À, chào chú Sáu. Anh Hai gặp tôi chắc vì chuyện đầu cơ lúa của chị nhà phải không? Chú nói chi mà nặng lời vậy? Anh Hai không coi đó là đầu cơ thì coi là gì? Thật ra thì hai anh em mình hiểu nhau hết rồi. Còn về từ ngữ ấy mà, chú muốn dùng chữ chi thì tùy chú. Có một điều
chú thông cảm cho tôi đây. Số lúa đó là dư thừa từ vụ trước mà bà xã tôi dành dụm phòng khí thất bát kia mà. Không đúng, gia đình anh chị không ai làm nông nghiệp, ăn gạo nhà nước, mà trong nhà có tới trên 1.000 giả lúa. Đó là chưa kể nhiều nhà chị hai trả tiền trước mà chưa thu lúa về, một hình thức mua lúa non có tới trên 1.000 giả nữa. Tôi hiểu. Chú đã biết hết rồi. Nhưng chú Sáu nè, chú cũng nghĩ tình một chút chứ. Chính vì nghĩ tình mà chúng tôi chỉ cho thu mua thôi. Đúng ra anh hai nên ủng hộ chúng tôi khuyên răn chị nhà. Anh hai à, ở cương vị tôi chắc anh cũng làm như vậy thôi. Chúng ta làm việc cho đảng. Sao? Không lẽ chỉ có mình đồng chí là làm việc cho đảng à? Tôi không có ý nói như vậy. Chú nên hiểu rằng chú làm việc đó là chú đánh vào ai chứ? Đánh vào gian thương hay đánh vào gia đình cán bộ? Trong trường hợp cụ thể này thì ranh giới đó không rõ ràng. Thế nào? Tôi năn nỉ đồng chí không được phải không? Xin anh thông cảm cho. Mà anh còn là cán bộ lãnh đạo nữa kia. Vậy thì với tư cách là một phái viên được tỉnh cử về, tôi đề nghị đồng chí chủ tịch quyền xem xét lại chủ trương thu mua lúa này. Tôi chấp hành lệnh, nhưng là lệnh của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Còn cá nhân anh hãy tự xét lại mình xem. Sao chứ hả? Đồng chí xúc phạm đến tôi hả? Tôi nào dám xúc phạm anh. Chính anh tự xúc phạm mình đấy chứ. Xin lỗi, tôi còn bận nhiều việc. Lẹ lẹ lên mấy em. Lẹ lẹ lên, đem xuống đi. Lẹ lẹ lên. Lẹ lẹ lên. Lẹ lên. Trời ơi, đem xuống đi. Nhớ phải theo dõi thật sát hoạt động của bọn chúng, tăng cường kiểm soát các trạm đầu mối, huy động thêm lực lượng công an xã. Nhất trí, nếu cần tôi đồng ý, nhưng chớ làm ồn ào quá nghe. Gọi điện báo cáo thường xuyên về ủy ban huyện. Thôi nghe. Chú ghe đâu, đưa coi giấy tờ. Dạ. Dạ đây ạ. Các chiếc kiểm tra kỹ, coi ngoài lúa còn cái gì khác nữa không nha. Lần này là lần cuối tôi cấm bà đó. Tôi đau đầu lắm rồi. Muốn có tiền xài phải chịu khó đau đầu chứ sao giờ. Buôn bán cũng là lao động cực nhọc chứ bộ. Nhưng đằng này là buôn lậu mới khổ chứ. Tôi cứ phải che đậy bưng bít, phải nói trái với lương tâm của mình. Như vậy thì tôi còn uy tín đâu để mà làm việc nữa chứ. Trời ơi, chứ hàng tháng tôi gửi cho ông mấy ngàn ông xài, thử hỏi lấy đâu ra. Thôi được, từ nay mà đừng có gửi tiền cho tôi nữa. Rồi, cũng vì tôi thương ông, vài năm nữa ông về hưu rồi, tôi cố buôn bán dành dụm, ráng kiếm một số tiền để cho ông đỡ khổ lúc tuổi già. Tôi chạy ngược chạy xuôi, thức ngày thức đêm, vậy mà ông còn trách móc tôi. Ai trách móc bà? Tôi nói cho bà biết nghe, nếu tôi không về làm phái viên kỳ này hả, thì người ta không để bà yên đâu. Bà con người ta làm ra lúa gạo,
mình vận động bà con bán lúa cho nhà nước. Nhà mình không có ai thọc chân xuống ruộng hết, mà lúa gạo lúc nào cũng đầy nhà. Bà cứ dấn tới thì không đợi vài năm nữa đâu, người ta sẽ tống cổ tôi về sớm. Bà cứ ham lời rồi sẽ chết. Thôi ông ạ, cho qua cái vụ này, ông xin cho tôi cái môn bài. Chào ông bà. Có chuyện chi vậy các đồng chí? Chúng tôi mời bà lên công an huyện. Chết tôi rồi ông ơi. Làm sao bây giờ ông ơi? Ông ơi. Tình hình sao anh Tám? Gì mà quýnh lên vậy? Không quýnh sao được, đổ bể hết rồi. Đổ bể thì có đây đền, chịu không cưng? Giỡn hoài cha. Nhà Hai Thăm đang đau đầu vì vụ thu mua lúa. Giờ Hai Thăm về công tác, mình làm cho bọn chúng lục đục thêm, sao lại lo đối phó ba cái vụ đó? Trong mấy ngày này mình cho lôi lúa ra êm re. Chịu chưa? Anh Tám giỏi ghê. Rồi bây giờ cô Hai đi coi xem bọn đàn em làm ăn ra sao. Anh cứ yên tâm, đã có ai bắt chị nhà đâu, chị mới mời lên để xem xét. Vì chị ấy đã bán cho gian thương hơn ngàn giả lúa. Chúng tôi vừa bắt một vụ buôn lậu có đường dây về thành phố, nhiều khả năng có bàn tay kẻ địch nhúng vào anh ạ. Chắc anh biết vấn đề lương thực hiện nay là vấn đề sống còn của cả nước. Kẻ thù không để cho ta yên mà tập trung phá hoại ta bằng mọi thủ đoạn. Rõ ràng đang có một cuộc đấu tranh gai go giữa ta và địch. Làm ngơ hoặc ngăn cản cuộc đấu tranh đó là đồng lõa với kẻ thù. Xin lỗi anh Hai, lẽ ra tôi không được phép nói với anh Hai như vậy. Anh Hai thừa hiểu hơn tôi. Chú Sáu nói vậy mà làm gì? Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều, mình thấy mình có lỗi, còn nhiều ham muốn tầm thường lắm. Với tình cảm của anh bữa nay tôi rất mừng. Anh chờ chút xíu nha. Tỉnh gọi tôi về gấp. Thế còn việc ở đây? Đã có người khác thay tôi. Ngày con làm việc nhiều, đêm lại thức khuya, má lo con đau đó. Má khỏi lo, con không đau đâu má. Nè con à, có phải chiến tranh sắp xảy ra không con? Ai nói với má như vậy? Má nghe bà con lối xóm họ nói, ở đằng chỗ thu mua lúa, người ta nói chính phủ thu mua lúa nhiều như vậy là vì sắp có chiến tranh đó. Bọn xấu nó phá đó. Không có đâu, má đừng có tin. Người ta nói nhiều, má cũng hơi lo. Má nói con nghe, ngày ba con còn sống, má lấy sự chăm sóc ba con làm vui. Ba con hy sinh, má nuôi dưỡng các con. Nhìn thấy các con khôn lớn, má sung sướng. Rồi anh con hy sinh, các chị con đi lấy chồng, con về má mừng lắm.
mau muốn con đi làm về được chăm sóc con. Mau muốn tự tay má bới cho con chén cơm. Má muốn nhìn thấy con ăn tô canh chua do má nấu. Mà rồi cũng không được. Ngày má đợi, đêm má trông, con đi suốt cả ngày. Má hiểu cho con, con mắc nhiều việc quá. Má biết, con cũng hiểu cho má. Má tha lỗi cho con. Vô nhà đi. Khỏi cần, nguy quá anh Tám ơi, đổ bể hết trơn rồi. Hai Thâm về công tác chẳng nhằm nhè gì với cánh sáo đại. Vợ Hai Thâm bị bắt rồi, vụ lúa mình lôi ra tụi nó tôm hết. Cô làm gì mà đến nỗi này? Thì cũng tiền bỏ ra mua giấy tờ vận chuyển, lót đường đủ hết, đổ bể đều do thằng sáo đại. Cái thằng dễ sợ. Phải khử nó mới được. Khử được nó, những thằng khác giữ tới mấy cũng phải sờ lên trán. Để tôi tính, đã cần đến mức đó chưa? Hay chỉ dằn mặt là được? Với sáu đại, chỉ dằn mặt không xong đâu. Cần phải thanh toán nó. Cần phải làm rối tinh cái huyện này lên vì một vụ án. Làm như vậy, còn mấy ngàn dạ lúa ta mới lôi ra được chứ. Sợ phải không? Rồi, tùy anh. Lẹ lẹ đi con. Trời đất ơi, lẹ lẹ đi con. Đủ xăng chưa? Đủ rồi má. Thôi bỏ hết, bỏ hết đi. Miễn sao về tới Sài Gòn. Chị lên xe. Má, cháu ở lại nhà. Đi.
con ngủ đi. Không, con sợ lắm. Con sợ gì? Bà Tám có nhà không má? Ổng đi rồi. Má ơi, hồi hôm con nghe bà, một bà nói với bà Tám, thử ai đó, con còn nghe bà Tám nói tên chú Sáu Đại. Có thiệt không? Trời đất ơi, sao bây giờ con mới nói với má? Thôi, con ngủ đi. Má phải đi ngay đây. Không, má đi đâu, cho con đi với. Con đợi má một chút nghe. Mẹ con Tư Hà đi đâu vậy? Có chắc Sao Đại chưa về không? Chắc chứ, tôi đã qua nhà hắn rồi. Mỗi ngày hắn vẫn về trễ như vậy. Lẩu rồi. Giọt. Chị Tư, chuyện gì vậy? Tôi lo. Chị lo gì? Chị ngồi ghế đi. Anh Sáu, anh chú ý giữ mình. Tám Đức là một con thú dữ, nó có thể giết anh. Cảm ơn chị. Chị Tư, làm sao chị có thể cam chịu sống như vậy trong suốt 10 năm qua? Điều đó anh không cần biết. Tôi cần biết chứ, bởi vì tôi là bạn của anh Hai Nghĩa mà. Phải. Hơn chục năm nay tôi có mặt trên đời này là vì tôi còn một đứa con. Giọt máu của anh đây. Chị Tư, đúng ra tôi phải tới gặp chị từ lâu rồi, nhưng tôi còn nghi ngại. Anh nghi ngại là phải. Tôi là người phụ nữ hèn nhát. Tôi là một người đàn bà tồi tệ. Chào anh. Mày đi báo cho thằng Sáu Đại hả? Mày phản tao hả? Hả? Anh Tám, thằng nhỏ biến đâu mất rồi, nguy quá. Giọt thôi. Mọi chuyện đổ bể cả rồi. Bọn thằng Sáu Đại chắc đã giăng lưới mọi nơi. Tôi e khó thoát. Ta sẽ đốt nhà bên kia vàng. Bọn chúng sẽ tập trung vào cứu. Vậy là mình giọt. Le lên. Dạ. Đây là rồi. Đây. Come on.
Tôi đã tìm thấy vợ con anh, nhưng tôi không bảo vệ trọn vẹn được chị Tư. Tôi có lỗi với anh.